dưới đáy biển sâu thẳm nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới tồn tại một sinh vật vô cùng kỳ bí và độc lạ con tê giác khổng lồ với vây bơi và đuôi cá hãy tưởng tượng một con tê giác với kích thước khổng lồ lớp da dày và cứng như thế nhưng không phải đang đi trên cạn mà lại bơi lội nhẹ nhàng dưới đáy biển thay vì chân nó có những vây bơi to lớn giúp nó dễ dàng di chuyển trong làn nước đuôi của nó không phải là một cái đuôi ngắn như chúng ta thường thấy ở tê giác mà là một chiếc đuôi cá dài linh hoạt giúp nó lượn lờ qua những rặng san hô và hang động dưới biển. Cặp sừng trên đầu của nó không chỉ là vũ khí tự vệ mà còn giúp nó cảm nhận được mọi rung động trong nước, từ những con mồi nhỏ bé đến những con quái vật biển khác, loại tê giác này sống đơn độc, là chúa tể của thế giới bí ẩn dưới đáy biển sâu. Chúng không chỉ là một điều kỳ diệu của thiên nhiên mà còn là minh chứng cho sự đa dạng và phong phú của các loại sinh vật trên trái đất. Điều này khiến chúng ta không khỏi thắc mắc rằng liệu còn những sinh vật nào khác đang chờ đợi chúng ta khám phá ở thế giới dưới nước này hãy cùng tiếp tục tìm hiểu về những sinh vật độc lạ kỳ bí khác mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta trong những video tiếp theo nhé